Chi Duyên xin chào đại gia đình của Thế Giới Nệm.com. Trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu với anh chị một phiên bản độc quyền từ nệm Dunlop Pillow tại Thế Giới Nệm.com mà rất là nhiều khách hàng săn đón trong thời gian gần đây, chính là nệm Dunlop Pillow Lifestyle Plus. Về phần áo bọc thì được làm từ chất liệu vải gấm đặc biệt từ Dunlop Pillow. Khi sờ vào thì anh chị sẽ cảm nhận được sự mịn màng và dày dặn rất là rõ. Đặc biệt là với gam màu xám như thế này thì sẽ là lựa chọn tuyệt vời để quý anh chị có thể tân trang cho phòng ngủ của mình thêm phần hiện đại. Lớp vải bọc này cũng có tính năng kháng khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng và có tính năng thấm nước để đảm bảo bề mặt nệm luôn khô thoáng. Chiều cao của nệm là 25cm. 25cm cũng là một độ cao an toàn cho mọi đối tượng, nên là nếu anh chị, gia đình mình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn thì cũng yên tâm vì nệm có thể lên xuống dễ dàng. Khung lò xo Dunlop Pillow Lifestyle làm từ cấu trúc lò xo túi một sợi. Đây là công nghệ sản xuất độc quyền từ công ty Dunlop Pillow mà không một hãng nào có. Nếu như anh chị mình muốn tìm hiểu nệm lò xo túi một sợi là gì thì hãy click vào thẻ bên trên video mà Duy từng làm phân biệt 4 loại nệm lò xo nhé. Với khung nệm lò xo túi một sợi thì nệm Dunlop Pillow Lifestyle Plus giúp nâng đỡ từng vùng trên cơ thể và giảm thiểu rung động tối đa. Thời gian bảo hành của nệm là 10 năm. Trong vòng 10 năm này, anh chị sẽ được bảo hành trong các trường hợp là bề mặt nệm bị trũng lún, lỗi áo nệm hoặc là gãy khung lò xo. Đơn vị sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị là công ty Dunlop Pillow. Nếu mình không thể liên hệ với hãng sản xuất thì Thế Giới Nệm.com sẽ là sợi dây kết nối thông tin giúp cho mình. Nệm lò xo Dunlop Pillow Lifestyle Plus nằm trong bộ sưu tập Comforting, là sản phẩm được phân phối độc quyền tại Thế Giới Nệm.com. Khi mua hàng, anh chị sẽ nhận được các quyền lợi: đổi trả trong vòng 14 ngày, hỗ trợ liên hệ với nhà sản xuất để được bảo hành, giao hàng tận giường miễn phí trong bán kính 25 km. Hiện tại sản phẩm đang có chương trình ưu đãi giảm 25% tất cả các kích thước, giảm thêm 5% khi đặt hàng online, tặng 2 gối nằm lông vũ, tặng phiếu giảm giá mua phụ kiện phòng ngủ và phiếu dịch vụ vệ sinh nệm tận nhà. Để đặt hàng, mình hãy nhấc máy gọi ngay hotline 0707 325 325 nhé. Hy vọng anh chị thích những thông tin mà Duy vừa chia sẻ. Mọi người đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video ngày hôm nay và chào tạm biệt.